Hello, hello. Xin chào các bạn. Đây là với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là trưa ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng 12 giờ rưỡi trưa giờ Cali các bạn. Ở Việt Nam các bạn đã vừa bước qua là ngày chủ nhật rồi và hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ. Và trong video này đó tôi muốn chia sẻ một số những cái thông tin nổi bật với các bạn. À, các bạn đã thấy là hầu như bây giờ đó ai ai cũng muốn nói về crypto hết. Mặc dù là giá cả có thể là không thay đổi nhiều, có thể là nhiều bạn cũng đang cảm thấy là nhàm chán hiện tại. Bây giờ chúng ta cũng không có nhiều người mới tham gia nhưng mà mà. sự thật đó là nền móng của crypto ngày càng vững chắc các bạn Chúng ta có những cái thông tin ngay cả chúng ta thấy được là hội nghị G20 đó cũng nói về crypto Chúng ta có ứng cư viên tổng thống Hoa Kỳ cũng nói về crypto Chúng ta có Fed bây giờ cũng nói về crypto các bạn và họ đã nói gì Đó là điều tôi muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay Kế tiếp đó chúng ta cũng đã thấy là SEC đã lại một lần nữa để đơn liên quan tới công ty Ripple Thì lần này đó SEC đã gửi thông tin gì đến tòa án chúng ta sẽ đề cập đến Và chúng ta cũng sẽ có rất nhiều những cái thông tin nổi bật trong tuần tới này. Hai tuần vừa qua đó các bạn thấy được là không có nhiều những cái thông tin lớn mà chúng ta chờ đợi, không có cái gì gọi là lớn lên được hết. Nhưng mà trong tuần tới này đó, chúng ta sẽ có những thông tin rất là lớn. À, trong đó bao gồm cả chỉ số CPI phần trăm lạm phát các bạn và nó cực kỳ quan trọng, tại vì đây là cái chỉ số cuối cùng mà Fed sẽ nhận được trước khi cuộc họp tháng 9 này và chúng ta cũng có cái thông tin liên quan tới FTX các bạn tuần tới này đã sẽ là một cái thông tin quan trọng về việc họ có được bán token hay là không tôi sẽ chia sẻ những chi tiết trong video này nhưng mà trước hết tới các bạn thấy được là chứng khoán Hoa Kỳ kết thúc ngày thứ sáu đó thì không có thay đổi nhiều cho chỉ số Nasdaq tuần này là một tuần rất là tệ luôn các bạn chỉ số Nasdaq đã giảm 4 ngày liên tục và thứ sáu cũng không có thay đổi nhiều và Dow Jones và S&P 500 thì tăng nhẹ một chút nói chung đó là tuy chúng ta nhìn thấy được là hợp đồng dầu đó tiếp tục có sự tăng trưởng trong tuần này bây giờ mức là 87 đô 23 cent cho một thùng dầu vàng đã kết thúc thì không thay đổi nhiều so với tuần trước đó các bạn 1942 đô cho một ounce vàng crypto đó thì các bạn thấy được là bitcoin thì cũng xoay quanh mức khoảng chừng là 25.826 ngàn ngay thời điểm hiện tại là khoảng 25.864 nhưng mà chúng ta lại thấy được là chứng khoán lại không được tốt thì mọi thứ đều hướng về là Fed sẽ làm gì trong cái cuộc họp kế tiếp này vào tháng 9 và nó có sự ảnh hưởng thường cảm thấy bây giờ đó lớn hơn đối với chứng khoán hơn là crypto chúng ta nhìn thấy được là bitcoin như thường chia sẻ đó thì cũng không thể nói nhiều các bạn đã có một cái thời gian ngắn giá bitcoin đẩy lên tới mức là 26.400 đô nhưng mà bây giờ chúng ta đã trở lại mức như là tuần vừa rồi các bạn khoảng 25 826 000 đô cả trên crypto đó trong vòng 2 4 giờ qua thì có xanh có đỏ các bạn. Nói chung đó, thì cũng có một số đồng à, cũng có cái sự tăng trưởng. Chúng ta nhìn thấy được là NEAR tăng 3.5, FTC tăng 7.4, XSD tăng 8.9 và XLM tăng 4.1 nhưng mà phần lớn các bạn thấy không có thay đổi nhiều và trong vòng 24 giờ qua đó chúng ta nhìn thấy được là cái vốn hóa của thị trường này cũng không thay đổi nó đang dưới 1,1 nghìn tỷ một chút nhưng mà về mặt thông tin thì đầu tiên hết chúng ta đã thấy một trong những chỉ số mà lại tiếp tục tăng nữa đó chính là chỉ số DXY các bạn bây giờ đã tới mức là hơn 105 điểm rồi Và đây là cái mức mà đã trả trở về hồi tháng 3 của năm nay các bạn Đó là lúc mà chúng ta đã từng nhìn thấy chỉ số này ở mức là hơn 105 điểm Nói chung đó, thì đây là điều mà nhiều người không muốn thấy Tại vì chúng ta muốn thấy chỉ số này đã tiếp tục giảm xuống mà dưới 100 điểm Nhưng mà điều đó đã chỉ xảy ra vài ngày thôi các bạn Ngay ở khúc này hồi tháng 7 Rồi sau đó chỉ số này là tăng ngược trở lên. Và nếu như các bạn muốn biết tại sao đã chỉ số này tăng lên thì chúng ta cần phải nhìn vào là nó kết cấu như thế nào. Thì các bạn đã biết đây là chỉ số so sánh sức mạnh đồng đô la với lại một số những đồng khác các bạn. À, và chúng ta nhìn thấy được là họ so sánh đồng đô la với đồng euro là cái phần lớn nhất là 57.6% trong cái sự so sánh này. Kế đó nữa đó, chúng ta có những đồng như là đồng yên Nhật Bản, đồng bảng Anh đồng đô la Canada và một số những đồng có phần trăm nhỏ hơn như là đồng Swiss franc các bạn. Nói chung đó thì so sánh lớn nhất vẫn là so sánh với đồng euro và đồng yen và đồng bảng Anh các bạn. Và điều chúng ta nhìn thấy được ở đây đó là khi mà chỉ số DXY tăng cũng đồng nghĩa là những đồng kia đó đang trên cái xu hướng giảm xuống. Thì một những lý do lại trở về đó chính là Fed các bạn. Fed tăng lãi suất khiến cho đồng đô la mạnh hơn và các bạn có thể nghĩ đơn giản đó là quốc gia nào cũng muốn đồng của mình mạnh nhưng mà không phải thôi các bạn. Một tiền quốc gia mà quá mạnh thì không hẳn là tốt đâu Và nó có thể dẫn đến nhiều cái sự gọi là ảnh hưởng đến nền kinh tế Giống như các bạn thấy được là Trung Quốc Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy được là đồng nhân dân tệ so với đồng đô la Thì đang ở mức rất là thấp Thì Trung Quốc muốn điều chỉnh lại một chút xíu Nhưng mà thật ra đó, trong lịch sử Trung Quốc muốn đồng nhân dân tệ có cái mức giá thấp tại vì đó là một quốc gia mà chuyên về xuất khẩu các bạn về sức mạnh của tiền quốc gia đó nếu như mà mạnh thì đối với người dân đó khi bạn đi du lịch thì uh, nó rất là tốt các bạn giống như bây giờ các bạn là người hoa kỳ các bạn cầm đồng đô la đi du lịch ở châu âu ở nhật bản đó thì nó rất là tốt luôn tại vì hoán đổi đó thì được nhiều đồng bản địa hơn nhưng mà ngược lại các bạn là một công ty mà xuất khẩu đó thì đồng đô la mạnh nó không có tốt đâu tại vì khi đồng đô la mạnh nó sẽ ảnh hưởng đến à, xuất khẩu các bạn tại vì ở những quốc gia kia họ phải trả nhiều tiền hơn để có thể nhập của một số lượng hàng chỉ vì đồng đô la đã tăng giá cho nên không hẳn là ai cũng muốn đâu các bạn và khi chúng ta nhìn tổng quát hơn đó thì chỉ số DXY nó có cái sự tương quan âm với lại thị trường chứng khoán tại Hoa Kỳ chúng ta có thể nhìn một cái ví dụ gần đây đi đây là tính từ tháng 6 của năm 2021 cho đến tháng 11 của năm 2022 thì đó là lúc mà chỉ số DXY tăng mạnh lên tới mức là 114 điểm thì trong thời gian đó nói các bạn nghĩ là chỉ số S&P 500 ra sao các bạn thấy được là trong thời gian đó giảm xuống và ngược lại các bạn đã nhìn thấy được là từ đầu năm nay tới bây giờ đó thì đã có một cái xu hướng giảm xuống từ cái đỉnh là 114 điểm à, giảm tới tháng 7 đó là chỉ còn có dưới 100 điểm mà thôi trước khi mà hồi phục nhẹ lại như là ngay bây giờ và các bạn nghĩ từ đầu năm tới bây giờ đã chứng khoán Hoa Kỳ ra sao các bạn đã hiểu rồi chứng khoán Hoa Kỳ đã lại có sự tăng trưởng từ đêm tới bây giờ thì chỉ số DXY này đã nó có sự ảnh hưởng đối với lại thị trường chứng khoán và nó cũng có sự ảnh hưởng đối với lại crypto các bạn và nhìn chung nó không phải lúc nào cũng như vậy nhưng mà nhìn chung đó, các bạn thấy được là bên trên này cái đường màu xanh đó là đại diện cho giá của Bitcoin cái đường màu cam đó đại diện cho chỉ số Nasdaq chứng khoán Hoa Kỳ và bên dưới cùng đó, cái đường màu đỏ này đại diện cho chỉ số DXY thì khi zoom vào đó các bạn cũng sẽ để ý thấy được là chỉ số DXY giảm giống như là từ đầu năm cho đến thời điểm bây giờ thì các bạn nghĩ là Bitcoin ra sao? Bitcoin là tăng các bạn Và ngược lại năm ngoái nó cũng tương tự như là chứng khoán chỉ số DXY này tăng thì crypto giảm xuống Và chúng ta cũng nhìn thấy được nhiều điểm tương tự như vậy trong lịch sử Nhưng mà người này đó ở trên Twitter thì cũng đã đưa ra một cái nhận định là nếu chúng ta để ý những cái dấu chấm màu đỏ trên màn hình Đây là những dấu chấm mà nó một, một là ngay cái đáy của một chu kỳ hay là gần đáy một chu kỳ các bạn thì có một điều người này nhận ra được đó đó là thường những cái thời điểm mà chỉ số DXY tăng cao và chỉ số DXY đó cũng giống như tất cả chỉ số các bạn nó sẽ tăng và nó cũng sẽ giảm và người này đó thì nói là chỉ số DXY đã không thể tăng mãi được và cũng sẽ có lúc giảm thì đó sẽ là lúc mà chúng ta thấy Bitcoin một lần nữa lại có cái sự tăng trưởng cũng giống như là những đợt trước đây à, và người này cho đó là khi mà Bitcoin ở mức là khoảng chừng 15 15.000 đô năm ngoái đó hồi tháng 11 thì đó là thời điểm mà chỉ số DXY đạt đỉnh 114 điểm và bây giờ đây chỉ số DXY thật sự đang trên con đường đi xuống chúng ta cũng hy vọng là như vậy các bạn nhưng mà đối với thuận đó, thì đồng đô la có tiếp tục mạnh nữa hay không đó một phần là do Fed các bạn tại vì Fed là người mà sẽ đưa ra quyết định về tiền tệ sẽ như thế nào liên quan đến lãi suất nhưng một phần khác nữa đó là cái sự cương quyết của những ngân hàng trung ương còn lại nếu như mà ngân hàng trung ương Nhật Bản hay là ở nước Anh hay là ở Châu Âu hay là ở Canada đó mà không quyết tâm tăng lãi suất để mà đẩy lùi lạm phát như là Mỹ đó, thì đồng đô la vẫn sẽ tiếp tục mạnh cho nên đối với chỉ số DXY này đó, cũng rất là khó để chúng ta có thể phân tích kỹ thuật các bạn tại vì nó dựa vào không chỉ riêng là sư thuận của Fed mà những gì những ngân hàng trung ương khác sẽ làm chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem coi là như thế nào nhưng mà cũng giống như là nhiều người nói chỉ số DXY này không thể tăng mãi được cũng giống như là chúng ta thấy là chứng khoán không thể tăng mãi mà không có điều chỉnh hay là bitcoin không thể tăng mãi mà không có điều chỉnh chỉ số DXY này cũng sẽ như vậy mà thôi chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một số những cái uh, sự kiện nổi bật trong tuần này đi và nổi bật nhất đó đối với thuận chính là chỉ số CPI các bạn và đương nhiên điều này sẽ ảnh hưởng đến Fed tại vì chúng ta đã biết đó là chỉ số CPI sẽ được công bố vào ngày 13 tháng 9 vào lúc 8 giờ rưỡi sáng giờ New York có nghĩa là 5 giờ rưỡi sáng giờ Cali các bạn ở Việt Nam nó nghĩa là 7 giờ rưỡi tối thì chỉ số này đó sẽ là một cái chỉ số mang cái tính chất quyết định tại vì chúng ta đã biết là fed sẽ hợp trong vòng 10 ngày nữa. Cuộc họp trước đây đó thì Chủ tịch John Powell đã nói là bây giờ đó giữ nguyên lãi suất nhưng mà phải chờ đợi thêm những thông tin mới hơn. Thì đây là cái thông tin lớn cuối cùng Fed sẽ nhận được trước khi mà ra quyết định là có tiếp tục tăng nữa hay là không. Nhưng mà ngay bây giờ đó các bạn thấy 92% là đương nhiên về là Fed sẽ giữ nguyên lãi suất. Chúng ta không biết được là chỉ số CPI sẽ có cái gì trong đó và nó sẽ ra sao nhưng mà ước tính bây giờ đó là như thế này các bạn. Ước tính là CPI tháng trước là 3.2% nhưng mà ước tính tính của tháng này đã, đã tăng trở lại 3.6% Các bạn nên nhớ là chỉ số CPI đã giảm xuống còn 3.0 các bạn Nhưng mà tháng vừa rồi đó thì tăng nhẹ lại 3.2 Và tháng này ước tính lại tăng thêm nữa các bạn Ở mức là 3.6% Một phần là tại vì chúng ta có thể nhìn thấy được là dầu đó đã tăng trở lại Ở mức là 87 đô 23 cent cho một thùng dầu Đó là cái thông tin hợp đồng kết thúc vào ngày thứ sáu Một phần nữa đó là tại vì chúng ta đã biết để chỉ số này Cái cơ cấu hoạt động của nó là so sánh với lại 12 tháng trước, có nghĩa là chúng ta lấy tháng 8 của năm nay so với tháng 8 của năm trước, tháng 7 của năm nay so với tháng 7 của năm trước. Khi mà chúng ta lấy con số hiện tại mà so với lại con số năm ngoái đó mà lúc đó là ngay đỉnh luôn, giống như hồi tháng 6 đó thì các bạn sẽ dễ dàng thấy được là chỉ số CPI đã giảm xuống tại vì chúng ta so sánh mức bây giờ so với cái đỉnh nhưng mà sau đó đó thì các bạn thấy được là chỉ số CPI cũng đã bắt đầu có cái sự hạ xuống bắt đầu từ năm vừa rồi cho nên chúng ta bây giờ lấy cái con số bây giờ so với con số đã bắt đầu hạ xuống thì chỉ số này nó sẽ khác một chút các bạn cho nên ước tính nó là tăng lên là tới mức 3.6% nhưng mà điều quan trọng hơn đó chính là Core CPI các bạn nghĩa là không tính năng lượng và thực phẩm đó là điều mà John Powell quan tâm nhiều hơn thì chúng ta thấy được là tháng trước là 4.7% ước tính tháng này đó là sẽ giảm xuống 4.3% nếu như chúng ta có một cái CPI như thế này đó, đối với thuận vẫn là tốt tại vì CPI nó quan trọng hơn Và đó là cái thông tin lớn cuối cùng Fed sẽ nhận được Tại vì chúng ta sẽ không có thêm một chỉ số thất nghiệp nữa Chỉ số thất nghiệp mà được công bố cách đây khoảng gì một tuần Các bạn đã nhớ đó đã, đã gây ra một cú sốc ở trên thị trường Tại vì đột ngột nữa chúng ta thấy chỉ số này tăng lên 3.8% Như thường đã từng chia sẻ 3.8% thất nghiệp ở Hoa Kỳ là, cực kỳ thấp luôn chứ không phải là cao Và nó vẫn thấp hơn là con số mà Fed đã ấn định để chấp nhận hy sinh Để đẩy đủ làm phát đó chính là 4.0 Nhưng mà cái sự tăng đột ngột như vậy đó thì nhiều người cho nếu như mà không dừng lại đây thì chúng ta sẽ dễ dàng thấy được là chỉ số thất nghiệp sẽ tăng lên qua khỏi 4% và nó sẽ rất khó để mà quản lý cũng giống như là lạm phát khi mà đã tăng rồi đó thì khó để mà quản lý lắm quản lý trước khi mà nó tăng chứ nó đã tăng rồi đó rồi bắt đầu mới quản lý thì sẽ rất là khó giống như là chúng ta nhìn chỉ số phần trăm lạm phát gì đó đã tăng rồi thì nửa năm sau Fed mới đầu là ra quyết tâm để mà đẩy lùi thì nó đã bị muộn các bạn và đợt này đó thì phần trăm thất nghiệp chúng ta sẽ không biết cho đến ngày 6 tháng 10 cho nên sẽ không có cái thông tin mới hơn. Ngoài trừ điều này ra đó, chúng ta cũng có một chỉ số khác cũng liên quan đến phần trăm lạm phát là PPI các bạn có thể hiểu đơn giản là PPI là phần trăm lạm phát cho người mà bán sĩ thì đây cũng là một chỉ số mà chúng ta cũng theo dõi tại vì nếu như mà phần trăm lạm phát bán sĩ tăng có nghĩa là phần trăm lạm phát cũng sẽ tăng các bạn những người mà họ mua sỉ đó, mà họ mua với giá cao hơn thì khi họ bán đây cũng sẽ bán với cái giá cao hơn đó là hai chỉ số lớn chúng ta sẽ chờ đợi trong tuần này và chúng ta còn một thông tin khác nữa và thông tin này liên quan tới ftx các bạn thì thông tin này là gì chúng ta cũng đã biết đó là FTX đã khai bảo vệ phá sản và thật ra thì gần đây cũng không có nhiều cái thông tin liên quan tới FTX có nhiều thông tin liên quan tới Sam Free và những cái người mà giữ chức vụ ở sàn FTX đó, họ đã coi như nhận tội ngoại trừ Sam Free mà thôi chúng ta cũng đã nói khá nhiều trong cái video mới đây thuận đăng cách đây hai ngày nhưng mà đối với sàn FTX đó, thì gần đây không có nhiều thông tin chúng ta chỉ biết là họ tìm lại được khoảng chừng là 7 tỷ đô la crypto rồi có nhiều cái tin nội bộ là họ muốn có thêm một sàn FTX nữa, sàn FTX 2.0 Nhưng mà bây giờ đó thì lại có một cái thông tin À, chúng ta cũng đã từng nghe nói thế cái đây một tuần là FTX đã đệ đơn lên tòa và họ đang chờ được duyệt nếu như mà được duyệt đó, thì có thể là vào ngày 13 tháng 9 sẽ có thông tin và họ đã đệ đơn để có thể là thanh lý tài sản cái số tài sản mà họ muốn thanh lý đó là khoảng chừng 3 tỷ 4 các bạn 3 tỷ 4 đô la crypto con số không hề nhỏ luôn à, thì họ muốn thanh lý số lượng tài sản này để làm gì nghĩa là họ bán đó các bạn họ bán đi mà trả tiền cho những cái chủ nợ những nạn nhân và bên dưới này các bạn đã thấy là cái thống kê những crypto họ có hồi tháng 1 Bây giờ đã khác hơn rồi nhưng mà không có văn bản mới hơn các bạn Thì đây là văn bản được chia sẻ ở trên những mạng xã hội Thì chúng ta nhìn thấy được là họ có khoảng chừng là 685 triệu đô la Solana Đó là tính theo cái mức giá hồi tháng 1 Chúng ta có đồng FTT khoảng 529 triệu đô la Thì con số này đó nhiều bạn nói là cao hơn cái vốn hóa hiện bây giờ của FTT Thì không biết là họ tính như thế nào Có thể là tại vì giá đã thay đổi từ tháng 1 cho tới bây giờ nhưng mà các bạn thấy được đây là hai cái phần lớn nhất Cái đó là Bitcoin khoảng 268 triệu Rồi 90 triệu Ethereum Rồi các bạn thấy những đồng nhỏ hơn là Aptos khoảng 67 triệu uh, Doge 42 triệu Matic 39 triệu Đồng Bitdao là 35 triệu Ton là 31 triệu XRP là 29 triệu Stablecoin là 245 triệu Đương nhiên Stablecoin chúng ta cũng sẽ không có quan tâm nhiều các bạn Tại vì nó cũng không phải là một cái gì đó dao động trên thị trường hàng ngày Nhưng mà cái phần lớn nhất đó nhiều người lo lắng đó chính là Solana và FTT thì tại vì sao các bạn? Tại vì nếu như mà được tòa án thông qua đó thì con số 3 tỷ 4 đô la crypto này à, họ sẽ bắt đầu bán với cái mức là 200 triệu mỗi tuần. Tại sao lại bán 200 triệu mỗi tuần? Tại vì à, họ nói là bán cái mức này là cái mức mà họ đã tính toán sẽ không ảnh hưởng đến giá trên thị trường Nhưng mà 200 triệu mỗi tuần không phải là con số nhỏ đâu các bạn Và họ sẽ bán cho đến khi nào mà bán hết con số 3 tỷ 4 đô la này Thì tại sao họ lại bán thay vì trả lại crypto Thu thì nghĩ có thể là tại vì giá crypto đã tăng từ năm tới bây giờ Cho nên bán quy đồng đô la thì trả theo giá trị đô la lúc mà họ khai phá sản Có thể là như vậy, không có hiểu rõ lý do bên trong tại sao thì họ không có chia sẻ các bạn Và bạn có nên lo lắng hay là không Thì à, FTX đó, họ đã xác nhận là họ sẽ sử dụng công ty của Mike Novara là công ty Galaxy Digital à, để bán à, và họ sẽ bán một cách nào đó không ảnh hưởng đến giá tại vì họ muốn bán với cái à, mức giá nó tốt các bạn nếu như họ bán trên sàn trực tiếp đó, thì càng bán giá sẽ càng xuống thì không tốt cho họ và không tốt cho những cái người mà đang chờ đợi để mà được bồi thường à, thì đối thuận nếu chúng ta nhìn vào cái bảng phân phối này bây giờ có thể nó khác hơn nhưng mà chúng ta chỉ có tài liệu hồi tháng 1 mà thôi thì à, chúng ta đã thấy được là Bitcoin Ether đó con số này đó là Bitcoin là khoảng chừng 268 triệu, Ether là khoảng chừng 90 triệu. Nói thật chứ con số này bán trên OTC thường nghĩ là cũng sẽ có nhu cầu. Nhưng mà những đồng như là Solana và FTT đó có thật sự có nhiều nhu cầu ở trên sàn hay là không? Và chúng ta nhìn thấy được là những đồng nhỏ hơn đó thì cái nhu cầu trên sàn OTC bao nhiêu thường cũng không có rõ. Cho nên cái sự ảnh hưởng đó đối với lại Bitcoin và Ethereum thì cảm thấy cũng không cần lo lắng quá nhiều khi mà họ bắt đầu bán và nhất là họ bán thông qua công ty Galaxy và cái mức bán là 200 triệu mỗi tuần nhưng mà những đồng nhỏ hơn thường không có rõ nhưng mà đây là cái thông tin mới nhất và cũng không có gì chắc chắn là ngày 13 tháng 9 họ sẽ được tòa án chính thức duyệt để cho thông qua tại vì các bạn thấy được là bây giờ đó tài sản kiếm lại là hơn 7 tỷ thì bây giờ đó họ cần phải đưa ra những cái chiến lược khác nhau bán để mà trả cho những cái chủ nợ sẽ tốt hơn hay là tiếp tục kinh doanh sẽ tốt hơn hay là một chiến đường nào khác nữa thì tòa sẽ xem xét và đưa ra quyết định là con đường nào mới là hợp lý cho những cái chủ nợ hiện tại đó là cái thông tin lớn kế tiếp liên quan tới crypto mà chúng ta cần phải quan tâm đến trong cái tuần tới này Và chúng ta bây giờ chuyển qua nói tới một số những cái thông tin cực kỳ thú vị các bạn như là thường chia sẻ đầu video đó, hầu như bây giờ ai cũng muốn nói về crypto hết các bạn, chúng ta thật sự là không phải à, nằm ở trong một cái bong bóng gì đó mà chúng ta cứ nói lẫn nhau là crypto nó quan trọng cái nào đó các bạn Các bạn có thể nhìn thấy rất rõ ràng CNBC ngày hôm nay các bạn, trang đầu tiên cũng liên quan đến crypto chúng ta thấy được là hội nghị G20 là hội nghị mà tập hợp những người lãnh đạo của những cái quốc gia lớn các bạn thì họ đương nhiên nói về nhiều thứ nhưng mà cũng nói về crypto luôn và đặc biệt đó thì cũng đã có một cái sự đồng tình là crypto đó bây giờ đã quá lớn nên mà cấm các bạn chỉ có thể quản lý mà thôi và rất rõ ràng mọi người đều nhìn vào một cái lợi ích chung đó chính là thuế các bạn bây giờ đó thì những quốc gia trong g 20 này họ đã đồng ý là sẽ áp dụng một cái luật sẽ bắt đầu vào năm 2027 các bạn nghĩa là còn rất lâu chứ không phải là ngay bây giờ khoảng chừng 4 năm nữa đó thì những quốc gia này họ sẽ có thể là chia sẻ thông tin lẫn nhau để cho thu thuế liên quan đến crypto chứ nếu không đó, thì các bạn có thể ở những quốc gia khác nhau rồi các bạn có thể có những cái danh tính khác nhau thì sẽ khó để mà lấy thuế được nếu như các bạn thật sự muốn trốn thì những quốc gia sẽ có trong cái nhóm này đó là Argentina, Australia, Brazil, Canada, Trung Quốc, Pháp, Đức Ấn Độ, Indo, Ý, nhật bản mexico nước nga saudi arabia nam phi hàn quốc thổ nhĩ kỳ vương quốc anh hoa kỳ và liên hiệp châu âu các bạn đây sẽ là những cái quốc gia mà họ sẽ có quy định là những sàn trong quốc gia này đó sẽ cùng nhau chia sẻ thông tin để có thể đánh thuế những người mà giao dịch crypto được một cách hiệu quả nhất và mang đến lợi cho những quốc gia này các bạn thấy là cuối cùng đó bây giờ ai cũng thấy được cái lợi ích chung đó chính là việc làm và thuế mà thị trường này có thể mang lại được à, Chúng ta có thể nhìn thấy được bây giờ đó thì không còn bao nhiêu người lớn tiếng nói crypto chỉ dùng cho những việc phạm pháp nữa các bạn Đương nhiên cũng có nhưng mà không phải là lý do chính thức nữa và chúng ta thấy là bây giờ ai cũng quan tâm đến thuế mà thôi